Chỉ cần gõ từ khóa cướp trên xe khách, hơn 6 triệu kết quả lập tức hiện ra chỉ sau vài giây. Có thể thấy đây là một thực trạng nóng của xã hội và được dư luận quan tâm. Trên nhiều tuyến xe khách, đặc biệt là xe buýt, các đối tượng trộm cướp ngang nhiên hoạt động, người dưới mát xin điểu, kẻ dùng hung khí đe dọa và điển hình là đóng vai người bán thần dược. Một khi hành khách đã ngỏ ý muốn tìm hiểu, thì lập tức những tên này lộ thói côn đồ, đe dọa bằng kim tiêm còn dính máu, hòng trấn lột tài sản, đặc biệt còn ra tay hành hung như thế này. Mặc dù nhiều nhóm đối tượng tương tự đã bị bắt và khởi tố, tuy nhiên tình trạng này vẫn đang tiếp diễn và hành khách của các chuyến xe vẫn không khỏi ám ảnh. Trên những chuyến xe đường dài, các vụ cướp xảy ra bất ngờ, đối tượng đã quan sát con mồi tỉ mỉ để thực hiện hành vi. Trong đó có hai trường hợp phổ biến nhất. Ở trường hợp này, có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất, tên cướp sẽ nhắm trước đối tượng, rồi lên xe ngồi cạnh. Đợi thời cơ thì âm thầm rút hung khí, kề sát đối tượng, hòng đe dọa và cưỡng đoạt tài sản. Ở tình huống này, đa số nạn nhân đều rơi vào trạng thái bất ngờ và hoảng sợ, đành làm theo yêu cầu của tên cướp. Tình huống 2, tên cướp không sử dụng vũ lực mà dùng chiêu trò. Hắn có thể dựng lên một câu chuyện và khiến mọi người phải tin vào câu chuyện đó. Tao đang tới nè. Đi vợ tao. Sắp tới rồi. Sau khi tạo ra câu chuyện hoàn hảo và chắc mẩm sẽ không còn ai cản trở mình, vì chẳng ai lại xen vào chuyện gia đình của người khác, tên cướp bắt đầu hành động. Hắn giả vờ tạo xung đột với nữ hành khách, rồi cùng đồng bọn bắt ép cô gái xuống xe một cách dễ dàng, qua mặt tất cả hành khách khác trên xe. Đối tượng đã quan sát con mồi trong suốt hành trình, biết được trên người cô gái có những tài sản gì và tính cảnh giác ra sao, chỉ việc chờ cơ hội đến là ra tay. Ngay khi nữ hành khách xuống xe, tên cướp cũng xuống theo. Nhanh chóng giật chiếc giỏ sách của cô gái, rồi tẩu thoát cùng đồng bọn. Với trường hợp này, chúng ta bị một cái đối tượng dùng một cái vũ khí sắc nhọn để áp đảo mình. Thứ nhất là cây dao nó đề, cái để như thế này là có thể là đó là cái vũ khí mà sát thương nhất. Nên chúng ta tập trung chủ yếu ngay chỗ phần cây dao. Chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ hướng dẫn theo, có hạn nhìn theo đối tượng như là quản sợ. Như là trước mình vừa xem cái đối tượng đang suy nghĩ gì thì mình sẽ lập tức là mình chụp. Sau khi chúng ta chụp được giữ một cái tay của đối tượng, trong đó có hung khí, là chúng ta đã kiểm soát một phần. Và chúng ta dùng sức còn lại, còn tay còn lại nữa, chúng ta cố gắng giữ thật chặt lần thứ hai. Và trong khi đó chúng ta cố gắng dùng phần còn lại của mình là cái đầu. Các bạn thấy xem tôi thực hiện động tác, chúng ta giữ thật chặt và chúng ta dí cái đầu thật là mạnh, cụm đầu thật là mạnh. Đây sẽ là một cái sát thương rất đối phương, và có thể là bạn này sẽ bị choáng. Và lúc đó là chúng ta hô hoán cướp để mọi người cùng yểm trợ cho mình. Khi xuống xe, chúng ta phải quan sát ở phía sau lưng và ở hai bên để tránh những cái trường hợp nguy hại. Các bạn thấy đây là một cái túi sách. Như bạn đeo như thế này thì rất là tạo điều kiện cho cái người có chủ định, họ giật rất là dễ. Nên khi chúng ta mang những cái hành lý như thế này, thứ nhất là chúng ta không có để như thế này, và chúng ta có thể để chéo qua, choàng qua như thế này, và một tay chúng ta giữ chặt. Như thế này là sẽ gây khó khăn cho những người mà có ý đồ xấu rất là nhiều. Mặc dù đã 59 tuổi nhưng bà Trần Thị Kim Thia đã có 15 năm gắn bó với việc phổ cập bơi lội cho trẻ em vùng lũ, tập trung dạy bơi cho trẻ vào 3 tháng hè. Mỗi buổi bơi diễn ra trong khoảng 1,5 giờ và khóa học kéo dài khoảng 10 đến 15 ngày. Hàng ngày bà phải chạy xe hàng cây số từ điểm này qua điểm khác để dạy bơi cho trẻ. Kết thúc các khóa dạy bơi, bà lại quay về với công việc hàng ngày như mua bán xoài, nhận lộc hột sen, hạt điều, bán vé số để mưu sinh. Tính đến nay, bà đã dạy cho khoảng 2.000 trẻ em trong xã biết bơi. Chính những cống hiến này, bà đã được ghi tên vào danh sách top 10 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017.
Để ghi nhận đóng góp này của bà Thia, chiều ngày 7 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đã đến trao giấy khen đột xuất cho bà.